thông báo thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Kính gửi quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan tạ ơn Chúa, tri ân Đức Thánh cha Francisco và cảm ơn Đức giám mục giáo phận Louis Nguyễn Anh Tuấn, văn phòng tòa giám mục Hà Tĩnh trân trọng thông báo thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Louis sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại nhà nguyện tòa giám mục Hà Tĩnh, Đức cha Louis sẽ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành trước sự chứng kiến của đại diện tòa thánh và hội đồng giám mục Việt Nam. Xin kính mời quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha và giáo phận. Nhờ lời truyền cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Thánh cả Giuse, xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong ơn bình an và hiệp nhất. Văn Hạnh, ngày 29 tháng 3 năm 2023 đã ký và đóng dấu Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài, Chánh văn phòng Tòa giám mục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.